Nghi phạm là Phạm Xuân Chiến, 36 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu bờ y tỉnh Con Tum để trốn sang Lào. Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự, điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa đốt trụ sở đài truyền thanh huyện Xuân Lộc, nơi làm việc tạm thời của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc do trụ sở huyện đang sửa chữa. Từ năm 2016 đến nay, Chiến móc nối với một đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh làm giả khoảng 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi cầm cố với số tiền hàng chục tỷ đồng. Mới đây, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc đang đóng tạm tại đài truyền thanh huyện Xuân Lộc phát hiện có hành vi của Chiến nên đã báo Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc thẩm tra lại. Lo sợ bị phát hiện, Phạm Xuân Chiến đã phóng hỏa đốt trụ sở văn phòng này để phi tang hồ sơ, xóa chứng cứ.